Tiếp tục công việc anh chị. Đây là một căn nhà xây mới, tặng nội thất cho anh chị mình luôn. Và anh chị sẽ bất ngờ. Qua về ba rồi, qua gặp chủ nhà nói chuyện, sổ hồng riêng. Anh chị ơi, đây là một căn nhà mà báo cáo anh chị mình, nếu mà phù hợp thì phải quyết đoán quý chị nha. Căn này sẽ ra nhanh thôi, ngày 1, ngày 2 đâu quý chị. Một căn nhà nằm trong một khu dân cư, đô thị hóa hết rồi quý chị ha. Đẹp chưa? Nhìn từ trên cao này quý chị. Đấy, căn nhà mình nằm trong cái khu này ha. Đường này quý chị, 12m. Tính luôn vỉa hè giúp em, toàn nhà lầu nha. Hàng xóm nhà mình nhà lầu, nhà mình cũng là nhà lầu. Đây là một căn nhà mà được đúc bê tông 3 tấm cho anh chị mình luôn. Ở phía trên là sân thượng đổ bê tông tràn. Một căn nhà với công năng tuyệt vời anh chị, và được tặng kèm nội thất. Tặng kèm nội thất, đó mới là điểm quan trọng quý chị ha. Và anh chị nên nhớ là 3,3 tỏi. Hơi, anh chị nha, hơi. Hai lớp cửa, đây ạ. Một lớp cửa sắt, một lớp cửa nhôm kính sinh pha. Đây quý chị, hãy vào đây ngắm căn nhà và ngắm nội thất. Tất cả nội thất này để lại và tặng kèm cho anh chị mình luôn, theo căn nhà, anh chị nha. Về là ở thôi đó anh chị ha. Bên đây bàn ghế sofa có luôn. Chỗ đây tủ kệ để tivi lên đây giúp em nha. Ở trên trần đóng thạch cao đèn led cho anh chị mình luôn. Anh chị ơi, nhà này phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, chợ Phú Phong, 300m, bám trên trục đường DT743 luôn anh chị nha. Quá tuyệt vời. Phải vội. Xem xong video thấy phù hợp thì quyết đoán đi xem anh chị nha. Cầu thang đổ dài vào đây là bếp ăn. Đây, tặng bộ bàn ghế bếp ăn luôn cho anh chị mình. Dưới chân cầu thang có làm tủ cho anh chị mình luôn. Đấy, căn này là diện tích đất 60m2, thổ cư hết anh chị. Ở trong đây là phân đều nha. Ngang 4m, dài 15m anh chị. Ở phía sau đây có 1m lối thoát hiểm. 1m lối thoát hiểm, bên đây là nhà vệ sinh tầng trệt. Căn này, căn nhà này ngoài vấn đề xây mới ra là đẹp và còn hời đó anh chị nha. Tặng nội thất đó. Lên lầu quý vị. Lầu 1, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, tặng nội thất. Trời ơi, hãy ngắm đi quý vị. Cái phòng ngủ này to này. Về anh chị ơi, sắm thêm chăn ga quý niệm ha. Ở đây là có cái bàn học tập cho anh chị mình luôn này. Bàn học tập làm việc này, được chưa? Tủ đầu giường, có tủ đầu áo. Đây, đây, đây. Nhà vệ sinh này quý vị. Một cây sen thuyền, làm bằng đồ gương soi đầy đủ anh chị nha. Xem thêm phòng ngủ số 2. Nhà vệ sinh khép kín hẳn ở bên trong. Cửa sổ này thông xuống lối thoát hiểm, được chưa? Nội thất này để lại cho anh chị mình luôn. Vậy là hai phòng ngủ này có nội thất. Lên lầu 2. Lên lầu 2 quý anh chị ơi. Phòng thờ đây anh chị có thể chuyển đổi thành phòng ngủ nếu mình muốn, tại vì ở đây gia chủ có làm cửa cho mình luôn. Đó. Nếu mà đây là phòng ngủ là 4 cái ha, còn nếu phòng thờ thì có 3 cái thôi. Đây, phòng ngủ đây. Đó. Anh chị ơi, thêm một cái phòng ngủ đây nha. Rồi. Ở sau đây sẽ có sân sau cho anh chị mình luôn. Nhà vệ sinh lầu 2. Sân sau này anh chị giặt phơi đồ ở đây giúp em nhá. Máy giặt phơi đồ để đây được chưa ạ? Đấy, lối này mình lên sân thượng, lên luôn anh chị. Căn nhà đổ bê tông 3 tấm cho anh chị mình, có sân thượng luôn, mà anh chị nên nhớ là 3,3 tỏi, còn nói chuyện qua gặp chủ nói chuyện. Hời, một căn nhà mà nằm trong một khu dân cư đô thị hóa, một căn nhà mà nằm trong khu dân cư toàn nhà lầu thôi. Đẹp chưa? Hãy quyết đoán đi quý chị ha. Nhớ follow kênh để xem video hàng ngày anh chị nha. Anh chị nào thấy phù hợp vào việc. Em xin cảm ơn.